Mời bạn nữ. Hai bạn bây giờ gần như nhìn xuyên qua cái màn được rồi đó. Cứ nhìn đi, tưởng tượng coi ngồi bên kia người bên kia thế nào nhá. Chúng ta sẽ giới thiệu về nhau. Dạ, mình tên là Nguyễn Công Phi, gần tròn 29 tuổi. Thì mình làm nhân viên ở ngân hàng. Nguyễn Công Phi hả? Dạ. Là Phi Công hả? Em giới thiệu được. Em là Thương, em năm nay 25 tuổi. Em trên núi xuống chị. Dạ. Núi nào? Núi Đắk Lắk anh. Núi Đắk Lắk hả? Dạ. Thương hiện đang làm công việc gì? Em là nhân viên văn phòng và em có kinh doanh online một loại khô. Ăn thì giống như khô bò nhưng mà làm từ thịt heo, gọi là khô heo chị. Phải chị chưa mới nghe khô heo. Hôm nay khô bò, tối nay khô heo. Dạ. Em có những điểm mạnh, điểm yếu nào? Dạ, điểm mạnh của em thì là nhiệt tình, vui vẻ. Và cái khuyết điểm như là không có yêu thích nấu ăn lắm. Ủa vậy cái heo này là ai làm? Dạ, cái này thì người nhà làm chị. Em chỉ bán thôi. Dạ đúng người rồi, nhà em làm. Em chỉ trách nhiệm bán. Bạn trai? Dạ, em thì làm việc hơi cảm tính, rồi hơi lười một chút. Lười tắm không? Dạ không, một ngày em tắm có một lần thôi. Bên kia là không thích nấu ăn, bên đây lười nữa, hai người chắc về ăn cơm tiệm suốt ha. Anh cần tìm một đối tượng như thế nào? Em tìm một người phụ nữ của gia đình. Người phụ nữ nào cũng của gia đình hết á? Dạ. Không có người phụ nữ nào cũng người ta hết chứ. Dạ, tức là một người phụ nữ biết nấu ăn. Bên kia không thích nấu ăn. Với lại không quá đam mê sự nghiệp mà bỏ bê gia đình. Để mình em đam mê thôi hả? Rồi gì nữa? Dạ nhiều lắm nhưng mà người ta nói là cầu bất đắc ế á. Nhưng mà cầu nhiều quá không được thì ngoại hình sao? Ngoại hình đó. Có làn da đẹp. Làn da gái. Da nào cũng đẹp hết bạn. Đẹp cụ thể là như thế nào? Đẹp giống cỡ cháu nhà em là được rồi. Cháu nhà em sao đâu ai biết cháu nhà em sao đâu. Phải biết tưởng tượng cho nó dễ á. Dạ thì giống chị Cát Tường cũng được. Nhưng mà cháu nhà em nó có thơm mùi sữa nữa. Ủa em nói chị Cát Tường không thơm mùi sữa hả? Chị cũng mới uống sữa xong đó. Rồi bên đây yêu cầu vậy bên kia làm sao? Tại sao đến giờ này em chưa có bạn trai hả? Dạ em có rồi chị, mà em chờ 25 năm nay em mới lên gặp. Dạ. Rồi xác định bạn trai luôn, khỏi đi đường luôn. Từ đó giờ chưa có mối tình nào hết luôn hả? Dạ có một lần rồi chị, được 3 năm và chia tay cũng 3 năm rồi. Lý do tại sao chia tay? Tại vì lúc đó em chưa có đọc sách của John Gray nên em chưa có hiểu lắm về tâm lý khác nhau giữa nam và nữ. Bây giờ hiểu chưa? Dạ giờ cảm giác là mình hiểu hơn rồi. Giờ nam và nữ khác nhau gì? Dạ, khi người ta căng thẳng thì cách người ta xử lý khác mình và mình phải thông cảm cho cái điều đó. Khác là sao? Ví dụ như căng thẳng thì nam có thể là nam sẽ cần một khoảng không gian riêng, không phải như phụ nữ là cần phải được chia sẻ. Có nghĩa là giờ là nếu mà mình thấy bạn nam mình mà căng thẳng thì mình nên bỏ đi để cho bạn đó. Dạ mình có thể là hỏi thăm là anh có cần nói chuyện không, nếu anh trả lời ngắn gọn hoặc vắn tắt là anh đang cần không gian riêng thì mình có thể là nói là lúc nào anh suy nghĩ xong anh có thể quay lại nói chuyện với em. Có vẻ là nãy giờ em là toàn là trên sách vở không á nha, mà trên thực tế sách vở nó khác nhau xà lắm. Dạ. Con người nó phức tạp lắm, không có giống nhau đâu. Có vẻ bạn bên kia hơi khó, thành ra hơi ế lâu. Còn bạn lý do tại sao em ế? Nguyên nhân thứ nhất là do môi trường công việc với tính chất công việc của em. Môi trường của em quá nhiều cô gái xinh đẹp. Nhiều người đẹp, nhiều người rất là giỏi. Nhưng mà vì đẹp quá mình nhìn riết cái mình cũng chán. Trời đất ơi, lạ vậy. Bạn trai bên kia đã chuẩn bị gì cho kết hôn chưa? Dạ chưa chị ạ. Tìm hiểu rồi chuẩn bị luôn. Trời đất. Thật ra nếu mà bạn nữ đó chịu đứng sau lưng hỗ trợ hoặc là động viên em thì em nghĩ là không có gì là không thể làm được. Thí dụ người ta đứng phía trước được không? Dạ thường người ta nói có câu là sau lưng người đàn ông thành công là có bàn tay người phụ nữ chứ. Nhiều khi ta đứng trước ta che chở cho bạn được không? À cái đó cũng được. Cũng được đúng không? Dạ em muốn mỗi người đàn ông lý tưởng em là người như thế nào? Chị có một cái màn em rất là thích ở đây đó là thích đất đó chị. Chị nhiều bạn thích đất xem thử là là quan trọng sức khỏe thể không? Dục hay không? Ta đi tìm chồng mà tôi khóa hết đất là sao? Bạn nữ yêu cầu vậy đó, sợ tướng thư sinh vậy rồi hít đất nổi không trời? Dạ hít đất thì 10 cái thì nổi mà nhiều hơn thì không nổi rồi. 10 cái được không em? Dạ được chị. 10 cái thử đi em. Làm thiệt luôn hả chị? Thiệt chứ. Một, hai, sao nó rung rẩy vậy? Ba, bốn, năm, đừng ập mặt nó nha. Sáu, bảy, trời ơi mệt rồi đó, tám, chín, mười, trời ơi khổ quá rồi, tía tay hết, tía tay hết, trời ơi rung chân rồi.
Cha điệu này mệt rồi nha. Mặt ở trong cái này không phải lỗi chị nha, đó là cô bên kia cô hành hạ em chứ chị không có ý định đó nha. Mà chết là mồ hôi kê đổ hết rồi. Bây giờ ủa mà nó nghe nè, rồi bây giờ mình chưa chuẩn bị gì hết rồi mình gặp bạn gái mà ưng bụng quá rồi muốn cưới liền rồi làm sao mình cưới? Thực ra cũng có nhà có xe rồi, chị kêu lấy vợ về đó thì nãy giờ là nghe câu đó đó giấu giếm hoài. Khỏe rồi bà Mai yên tâm đi, bên đây là ngon rồi, chắc chắn luôn, đẹp trai thư sinh hết đất được 10 cái, mặt đỏ tía tai nhưng mà vẫn nói chuyện được. Cô gái chào em. Dạ. Lý do tại sao ta kiếm chồng, ta kiếm cái nghề tự nhiên kêu hết đất trước là sao? Dạ em thích là bạn phải thể dục thể thao cho nó khỏe anh. Thí dụ như người ta làm ngân hàng suốt ngày ta đếm tiền không à, ta ngồi ta đếm tiền ta tư duy bằng đầu óc, ta đâu cần hết đất đâu. Dạ nếu bạn muốn thì bạn vẫn có chút thời gian để cho thể dục thể thao anh. À dạ, dạ. Trên núi chắc khỏe rồi. Tốt anh ơi. Em hay leo núi không? Dạ có. Em thích người đàn ông làm gì cho em nhất? À người đàn ông có thể đưa em đi chơi. Chuyện bình thường ai cũng đưa đi chơi, không lẽ bỏ em ở nhà? Dạ quan tâm em một chút cũng bình thường luôn. Có thích cái gì đặc biệt không? À nấu với em ăn. À cái đó thì anh nấu mì gói được em. Dạ được, cái anh nấu là em ăn à. Em sẽ lãng mạn như thế nào khi em cầu hôn cô ấy? Thuê một cái không gian riêng mà không có ai hết, xong rồi em để một chiếc nhẫn vào cái bánh kem cho coi luôn. Nhét vô bánh kem hả? Dạ nhét vô. Rồi sao nữa? Rồi em cắt cái miếng đó ra cho bạn ăn. Ví dụ bạn ăn bạn nhai trúng một cái, các bạn lấy ra thì ở ngoài sẽ có một dàn hoa với lại là nhạc ở bên ngoài, xong rồi sau đó sẽ tiến vào. Thú vị quá chị. Bỏ nhẫn vô bánh kem. Dạ. Trộn đều lên. Bên đây nuốt chắc rồi, bên đây nuốt xong chắc. Rồi nuốt chắc luôn. Lãng mạn không? Em thích đó. Ăn uống gì anh mời nhớ cẩn thận nha. Nhớ cẩn thận. Dạ. Nha. Ví dụ này được rồi nha. Bỏ nhẫn vô bánh kem tôi thấy lạ lắm á. Thôi bây giờ anh hỏi nè, bữa nay em đi có người nhà đi theo ủng hộ không? Có mà em có bạn thân. Rồi chào em. Em thấy anh bên kia sao? Em thấy hợp với Thương, cái ngoại hình cân xứng với nhau. Cái ngoại hình cân xứng nhưng mà nãy nghe cái tư duy nói chuyện có vẻ nó chỏi sao? Những cái gì mà nó phải lệch lệch vậy nó mới hợp á chị. Em nghĩ vậy. Chị cũng hy vọng vậy. Người ta khác nhau để thương nhau nhiều hơn đúng không? Dạ dạ, kiểu vậy anh. À, cảm ơn em. Vậy bạn trai có đi với ai không? Dạ em có đi với lại dì em, với lại anh của em, với lại bạn của em. Dì dạ. Đâu? Dạ em chào anh Quyền Linh với chị Cát Tường. Anh thấy cô gái bên kia thế nào? Bạn gái bên này rất là dễ thương, cá tính rất là mạnh. Dạ. Thế có vẻ có hợp với cháu không vậy? Em nghĩ là khi mà hai cái tính cách khác nhau nhưng mà không khác quá nhiều thì có thể thu hút nhau. Ai cũng nói hợp rồi đó. Quan trọng hai trẻ có hợp rồi, hay không. Thôi kéo màn lên. Rồi kéo màn lên đi. Mình có 2 phút để trò chuyện với nhau. Thôi bạn, mình cũng có món quà tặng bạn. Khô heo, khô heo. Khô heo á. Mỗi khi mà bạn đi làm về trễ mà nhà hết cơm hay gì đó bạn có thể ăn. Ngon mà. Yeah. Cậu anh á thì nuôi dê. Thì anh đang nghĩ đến cái việc không biết có nên làm khô dê giống như em. À được rồi nha, cái vụ này cũng được à. Anh sẽ hỗ trợ anh thêm. Khô dê cũng lạ lắm á. Lạ lạ. Vợ làm khô heo, chồng làm khô dê. Được. Thật ra anh cũng không có tin vào tình yêu sét đánh giống như là những người khác. Nhưng mà anh nghĩ là trong 3 giây đầu tiên thì em hoặc là anh sẽ có ấn tượng với nhau đúng không? Dạ. Thì không biết là em có ấn tượng như thế nào với anh nhỉ? À, gặp nhìn anh thì thấy hơn sự tưởng tượng của em. Thôi chứ tưởng tượng xấu lắm. Dạ không xấu lắm nhưng mà thua này chút. Thua này chút ha. Dạ. Thì anh có thêm 2 câu hỏi nữa hỏi em được không? Dạ. Cái này anh chỉ giả sử thôi chứ không có ý gì hết. Tức là nếu như ngày hôm nay là ngày cuối cùng mà em được sống thì em muốn làm gì nhất? Cành tự nhiên. Khó chịu vậy. Ta muốn bán khô heo. Bán để sống ngày mai nữa. Con này căng quá. Hỏi câu khác đi. Hỏi câu khác. Em có muốn lập gia đình hay chưa? Dạ rồi. Em định là trễ nhất là 2 năm nữa. Nếu 1 năm được em? Dạ càng tốt anh. Rồi bây giờ mình thích con trai hay con gái nè? Nói luôn đi. Ra con trai hay con gái gì anh đều thích hết, nhưng mà con gái thì có vẻ dễ thương hơn. Dạ. Đúng rồi, mày nói đúng nè. Khoái. Khoái. Em cũng thích con gái tại vì em thấy con gái thì thường quan tâm ba mẹ nhiều hơn. Rồi hai đứa đúng luôn. Bây giờ tiền bạc ai quản lý? Nếu mà em có thể chứng minh cho bạn là em quản lý tốt hơn thì bạn có thể giao cho em. Ồ không, anh không cần em phải chứng minh đâu. Thật ra anh có thể cho em quản lý, tại vì quản lý giữ tiền bạc rất là nhức đầu mệt. Người khác giữ còn nhức hơn em. Rồi thôi được rồi, bây giờ mình cảm nhận thế nào mình sẽ nhấn nút. Nhưng mà em còn muốn nói một câu nữa. Cho nói câu cuối cho nó. Câu hỏi gì câu gì? Dạ câu một câu tỏ tình. Thường thường là anh sẽ hỏi là nhìn vào mắt bạn rồi nói một câu nào đó rất là tình cảm. Ủa sao em biết rồi giờ em nhìn sao biết?
Muốn tỏ tình liền hả? Dạ. Không, tại vì đã chuẩn bị ở nhà rồi. Ủa vậy hả? Vậy theo dõi kỹ quá. Nếu như bạn còn được sống một tới 100 tuổi bạn sẽ làm gì? Đó, hỏi câu sống thì tự nhiên vô người ta hỏi câu chết. Không, thật ra là hỏi câu đó cũng có lý do. Tức là anh muốn nói cái câu sau nữa. Anh nghĩ là lúc mà mình hẹn hò, mình có thể cùng làm những cái việc mà em mong muốn nhất đó. Anh cũng biết em có rất nhiều sự lựa chọn. Nhưng sẽ rất là happy nếu như hôm nay mà em chọn anh để làm người đồng hành đi cùng em trong những thời gian sau này. Dạ. Dù chỉ là một khoảnh khắc hay là cả quãng đời thì vẫn muốn giữ lại để biết lòng mình từng vui. Bao nhiêu lâu mới gặp được một con người? Ủa đó giờ chưa gặp con người nào chưa? Dạ, một người đặc biệt hơn anh. À, đặc biệt hơn. Bao nhiêu lâu gặp được con người lần đầu tiên gặp, hỏi nếu còn ngày để sống thì sẽ làm gì? Còn một ngày nữa để sống, em sẽ yêu anh. Nói thế cho nó lãng mạn. Mời hai bạn để tay vào nút bấm. Chúng ta có 3 tiếng đếm. 1 2 3 Chúc hai bạn sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Và chúc hai bạn sẽ có một cái sự phát triển về kinh tế khô heo và khô dê.